trèo mà dài nhất trên thế giới. Cà chua hay sao?
ở đây Phú Quốc thì người ta cho đậu phụ miễn phí ở ngoài đường như thế này. Chúng tôi đang có nhiều đậu phụ, nhiều vị. Coconut massage. Dừa đam mê. Dừa này là gì? Làm gì có dừa đam mê có nghĩa là nếu mà dừa này nhiều thì mình sẽ có đam mê, là đam mê về công việc đó. Ngọt. Quả chung chung Việt Nam nhìn rất là giống chung chung, mà mọi người đến các bạn đến Trung Quốc thì có thể ăn được bún nhum này, nhìn rất là lạ đúng không, rất là lạ. Cái này thì người ta đã cắt rồi nên là ngắn, mà thực ra thì gai của bún nhum rất là dài. Nếu mà sợ cái này thì rất là đau, nên là nếu mà muốn bắt bún nhum này thì phải dùng những cái dụng cụ để đỏ nguy hiểm. Cover passport hộ chiếu có thể từ tăng giá lên được 150.000 Việt Nam đồng, rất là đẹp lung linh lung linh. Còn ở đây thì san hô sẽ chết hết, nên là phải chuyển sang tàu khác để bảo vệ san hô, để bảo vệ thiên nhiên, để bảo vệ sự vẻ đẹp thiên nhiên vĩ đại của đây là ta Phú Quốc. Việt Nam, nông thôn Việt Nam.
tiêu, toàn là tiêu, toàn là cây tiêu. Lần đầu tiên trên trường thấy em cây tiêu. Đây là tiêu mà em không biết là tiêu mà cái màu của tiêu này sao mà xanh xanh như vậy ta. Con năm nay mới tuổi rồi. Mọi người ơi, chúng ta đang hái xoài. Ở đây có xoài nè. Ô mà hơi khó. Ôi tôi thích tờ được chứ. Rất là mạnh mẽ, biết hái xoài luôn. Bây giờ Duy sẽ cho con ngủ ăn xoài. Ăn một miếng mà ăn hết rồi. Trời ơi, nhìn to ghê. Ngon không? Ngon đúng không? Ok.